Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review con Sun Helmin nha anh em. Đây, 114 ha. Thì cũng có một số anh em bình luận á, mình cứ review á. Thì mình anh em nên coi clip mình kỹ xíu nha anh em. Mình sẽ hay đánh giá cái con trong cái trận head to head á. Đó, có thể đánh giá nữa. Nên anh em coi kỹ chút ha. Được nó tua qua nhanh. Ok anh em, bây giờ mình sẽ cho vô đội hình để mình đá nha anh em, coi chỉ số nó như nào ha. Thì mình đá rất nhiều trận hết chưa hết, mình chỉ một trận cho anh em thấy thôi và mình đánh giá cuối clip thôi, chứ đá nhiều quá thì nó clip nó dài lắm anh em. Nó này kêu agility anh em, kêu nhanh nhẹn nè, nó boost cho còn một cái dưới thân mạnh thôi, hầu như là full hết rồi. Dứt điểm, tốc độ, đó, sút xa, đi ban và rơi ban, hầu như là full hết rồi. Cái phiên bản như này gần cuối mùa rồi nên nó rất là boost rất là cao anh em. Nó có cái bàn đứt shot nè, sút kỹ thuật nè, long shot sút xa nè, sút dứt đờ rơi ban tốc độ nè. Đấy, chỉ số khá ngon nha anh em. Nói chung phiên bản này mình thấy cũng khá ok anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem một trận head to head nha. Thì anh em nhớ xem kỹ hết clip nha. Mình sẽ đánh giá trong clip luôn. Và cuối clip mình đánh giá thêm cho anh em nữa là tổng kết đó. Chứ nhiều anh em nói là đánh giá chưa hết. Thì tay mình đã rất nhiều anh em, chứ giờ đưa hết mấy clip vô thì nó dài quá. Đó, một trận thôi, một trận cho anh em thêm thôi. Để một lần chơi vui vui thôi. Rồi, đã bắt đầu rồi. Henderson, Bonucci, Hernandez, Sun. Đó, Hernandez, Sun. Đúng rồi, Sun đây anh em, Sun nè. Đấy, quả bắn hành quá. Mỗi dù anh ta đi kêu rồi anh em ơi. Xuống đi, không được. Thủ môn nó băng ra rồi anh em ơi. Một pha bóng băng xuống của Sun, nhưng mà thủ môn nó băng ra rồi. Vẫn còn, sao bây giờ Sun phạm lỗi rồi. Đấy, mới vô được bạn đó chùi ban rồi, thay đỏ rồi anh em. Ít thay đỏ rồi. bạn chơi xấu quá anh em, mới vô nó sút không được. Chưa gì đó thay đỏ rồi. Trận đấu này các bạn mới vô đã dễ dàng cho mình rồi. Ronaldinho. Đi kêu hay quá. Mất ban rồi. Messi không được, Ronaldinho đã ban rồi, mất ban nữa rồi. Van Ram. Không được. Không được rồi. Ronaldo đi kêu hay quá anh em. Ronaldo, ông đi ấy. Ui, lắc anh em, lắc rồi. Nhưng mà như bị vị rồi anh em ơi. Đó. Ok. Bây giờ tiếp sau mình sẽ review con GK Juventus cho anh em nha. Mình cũng đã mua vài đồ đó anh em. Sun, cơ hội Sun, anh làm gì đây? Hay quá, chóng quá. Sun, ôi đi kêu hay quá anh em. Sun. Sút. Trời ơi. Hai trái liền mà Sun sút hơi chậm anh em. Bóng nó ra nhanh quá. Nói chung là đội bạn cho thủ môn ra quá nhanh nha. Nhìn chung thì Sun có cái kêu thêm cái kêu heo chiêu heo anh em, nên nó rất là ngon nha anh em. Đấy, kêu heo chiêu heo rất là ngon đó. Đấy, cho anh em là chơi đi kêu khá ngon luôn đó. Anh em đi bóng kỹ thuật rất tốt. Sút vào West. Đấy, một vài bóng kỹ thuật của Sun anh em. Thấy chưa, đội bạn đã thả hai cân nữa rồi. Nhìn chung là mình thấy Sun đi ban khá là dẻo anh em, rê ban khá tốt anh em. Đấy, với lại thêm cái kill heo chú heo đó, nên tích định dụng cái kill đó. Cái kill đó là đi tập bóng rất tốt, bằng qua người rất hay luôn đó. Nói chung là phiên bản này là thấy khá ok. Tiếp tục nha anh em, bắt bàn rồi. Hay lắm, nhanh kêu solo, Ronaldo, anh làm gì đây, chín quá, Sun kìa, đúng rồi. Sun, sút, wow. Cú đúp nha anh em, cú đúp rồi. Đội bạn đã thả 2 cân nữa rồi. Đội bạn bất ngờ nên có vẻ trận đấu này cũng khá dễ dàng cho mình. Mình sẽ đánh giá con Sun theo một chiều hướng tích cực hơn em. Ok, cú đúc cho Sun rồi. Thì mình rất thích đi bằng những con màng là mà kỹ thuật cất nhanh tốt anh em. Đó, anh em tùy theo trình độ mỗi anh em nha anh em, chứ không phải là anh em nào biết dùng hết nha. Tại mình dùng mỗi con nó mỗi khác nhau. Đấy, những lúc anh em đi bằng kỹ thuật không được, nhưng mà mình đi được sao anh em. Đó là tùy anh em ha. Đó, mình đánh giá theo cái cá nhân của mình thôi.
mình thấy nó êm thì mình chỉ nhắn đến em thôi, đánh giá review cho anh em thôi. Nói chung là con Sun thì mình thấy đi banh khá mượt mẻ đó, dính banh đó. Có họ kìa, đúng rồi, Sun nữa. Anh làm gì đây, chấm quá, sút vào đâu, yeah, hát chít rồi. Ôi, đội bạn khóa cho thủ môn lên ghê, mình đã quan sát bản đồ rồi mình cứ lên. Có quá chít rồi anh em. Nói chung Sun chạy chỗ cũng khá ok anh em, đấy, khá tốt đấy chứ. Nói chung là cái kêu là kêu nhanh nhẹ anh em, nhanh nhẹ. Đấy, hầu như là chỉ số đã bút full rồi à, khá hay. Trận đấu này cũng như là khá dễ dàng cho Sun ghi bàn. Tại vì đội bạn nó mất người rồi. Ronaldinho, hay quá anh em, quá người rồi. Vẫn là Ronaldinho, làm gì đây, Ronaldinho, quá luôn, quá gì. Ồ, đội bạn đi kêu hay quá anh em. Nhưng mà ham đi kêu quá. Ham bàn quá, mất bàn rồi. Sun, Sun, chuyền cho Ronaldo, hay quá, không được. Ronaldo, không còn Ronaldo, chuyền xuống, không được. Ruben, Ruben, vẫn là Ruben. Henderson, Ronaldinho, vẫn là Ronaldinho. Đội bạn khoái khoái đi cứu anh em, mà đi cứu hay anh em, hay không nhận hay, sút không được. Đội bạn khoái dùng cái nhân quá đi cứu quá, chắc là đã thua rồi, nên cũng buồn rồi, đi lại chơi thôi. Nói chung là mình đi giống như vui vui anh em ơi, đó. Chỗ này dính trước 3-0 rồi, nói chung là thoải mái rồi. Sếp bay giờ, sếp bay giờ. Figo, không được rồi. Clip. Antone. Ruben. Ronaldo sút vào. 3-1 rồi anh em ơi. Cuối cùng đội bạn nó rút ngắn tỷ số nó còn 3-1 rồi. Nói chung là đội bạn đi kêu cũng khá hay anh em. Chung khá kỹ thuật. Nếu mà không ít người chắc cũng đá ngang ngang mình đó. Không nên nói thua đâu. Sân. Cancelo, go, hay lắm, ai đây, Sarkozy, không được rồi, Ruben, Gullit, Gullit, Katona, chuyện ai đây, Henderson, đi bắn, không được, đội bạn có vẻ như lạm dụng kêu nhiều quá anh em, khá lạm dụng, đây, hay lắm, đi luôn, không được rồi, Sun đã không đi bắn qua được hậu vệ rồi. Ném bên rồi. Sun, đây vẫn là Sun đây. Sun đi bắn luôn hay lắm. Sun, Sun, anh làm gì đây? Sút không vào. Nhìn chung trận này mình khá dụng lợi dụng cái Sun đi bắn khá nhiều anh em, khá tốt chứ anh em. Đấy. Nói chung là Sun mình đi bắn chơi bắn khá tốt. Ồ, một bàn rồi. Ôi, Messi phạm lỗi rồi anh em. Nói chung là chắc trận đấu này kết thúc 3-1 rồi. Nói chung là một cú hat-trick cho Sun Heung-min. Mình thấy Sun đá khá hay chứ anh em. Cho dù đội bạn mất người nhưng mà Sun có những pha đi bàn kỹ thuật cái nhân tốt. Qua người rồi dứt điểm tốt anh em. Chọn vị trí khá ok, chạy chỗ khá ok anh em. Đấy. Có lẽ trận đấu kết thúc rồi anh em. Mình đá hay mới ấy, còn đứt go. Go. Hết giờ rồi anh em ơi, 3-1 rồi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem một tình huống highlight một trận đấu khác cho anh em. Một số tình huống highlight ha. Để đánh giá thêm cho anh em ha. Mà như nào. Đây. Bắt đầu hoặc một lần. Henderson. Messi. Ronaldo. Sun hắn Sun. Sút. Wow. Sun thích sàn này anh em. Lấy thích sàn. Thác có được cái tên. Thích sàn khá tốt. Đây. Một tình huống nữa. Đây Sun đi bắn nào. Thấy được không? Đi bắn sao ok anh em. Hollywood Carson. Chắc quá, áp sát quá nào đấy, khá dữ bạn anh em. Đấy, sút nào. Đấy, khá có lực cái này. Tốt. Con này anh em biết tận dụng cơ hội đi bắn sút xa là khá ok. Thấy khá ok á. Mình muốn chạy chỗ này. Đây là một sân này qua người này. Đấy, chưa anh em. Đi bắn qua người nào. Rơi bắn này. Đấy, rơi bắn khá là một anh em. Đấy, sút nào. Đấy, chưa. Nói chung là sút khá có lực. Khá tốt, điểm tốt. Điểm tốt. Đây một tình huống anh em, đây là một tình huống chạy chỗ nè, đây là chạy chỗ này anh em, chuyền nào, đấy thấy chưa, khá ok, bước xuống nè, dứt điểm, rồi quá tốt luôn em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh giá tổng kết cho anh em như nào ha. Đây nó có ưu điểm là dứt điểm nè, tốc độ là rơi banh nè, và nhịp điểm tì là yếu nè. Con này hầu như là hoàn hảo anh em, nhưng mà mình vẫn chấm 9.75 thôi, xài khá ok rồi đó. Nói chung là mình thấy con này xài khá ngon đó, cuối mùa rồi, phiên bản này là tốt nhất của trong các phiên bản rồi.
Ok anh em, mình kết thúc clip này nha anh em. Anh thấy hay like share cho mình nha. Anh chưa đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.